Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Để đi tìm cực trị của z thì chúng ta phải đạo hàm z theo biến của x và đạo hàm của z theo biến của y. Tại vì chúng ta chỉ có hai biến thôi, cho nên chúng ta chỉ có zx và zy. Đối với cục này, đạo hàm theo z theo biến của x thì chúng ta lưu ý kỹ x sẽ là một biến số, y sẽ trở thành một hằng số. Cho nên đạo hàm x bình phương là 2x. Ở đây là số 1. Ở đây không có biến của x, chúng ta có số 0. Cái này là số 1. Ở đây không có biến của x, chúng ta có số 0. Cục này tương tự. Ở đây không có biến của y thì chính là số 0. Ở đây có biến y thì chúng ta sẽ hành số 1. Ở đây có y bình phương là 2y. Ở đây có y là số 1 nhưng có dấu trừ là trừ 1. Sau đó chúng ta cho zx, zy bằng 0. Thì cục này bằng 0. Và cục này bằng 0. Như vậy, trong trường hợp này chúng ta sẽ tính được nghiệm của nó. Có nghĩa là cực trị của nó đó. Như vậy, đây chính là hệ phương trình. Mấy cái này dễ rồi, có mấy là ra luôn. Như vậy, cục này chúng ta sẽ tính ra được x. Sẽ bằng trừ 1. Còn y sẽ bằng 1. Và đây chính là cách giải. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.